Để em phụ anh cái gì nha. Được rồi, anh làm được mà. Ủa, mà sao em không nằm với má đi? Em nằm nhiều rồi, em muốn phụ anh. Nè, em dòm nè, tay của em á còn chưa lành hẳn đâu, bây giờ không được hoạt động nhiều. Thôi được rồi, muốn phụ anh á thì bây giờ em nằm dưỡng sức cho khỏe, hiểu chưa? Chắc sôi rồi. Anh à. Ừ? Em lo cho má quá à. Em à, má bây giờ đang lo cho chị Chiêu Dương nhiều lắm rồi. Em đừng có làm cho má lo lắng nữa, phải cố lên. Ừ? Ừ, em biết rồi. Em sẽ cố gắng không nghĩ tiêu cực nữa. Em không những phải tự lo cho em mà còn phải chăm sóc cho má nữa, hiểu chưa? À, chắc là anh Hiếu tới, để anh mở cửa cho. Hiếu. Anh. Em. Nè, sao chạy nhanh vậy? Lên tới là tao chạy qua liền đó. Em khỏe hơn chưa? Em thấy đỡ hơn rồi. Mặt mày còn xanh quá, mà tinh thần chắc đỡ hơn rồi phải không? Ừ. Thấy má khóc nhiều quá với Quản, bây giờ phải tự biết lo cho bản thân mình thôi, chứ làm sao mà để má lo lắng hoài được. Ủa nói vậy rồi má đâu? Má trong phòng á, má khóc hoài à nên mệt. Chúc mừng em đã có xe mới. Cảm ơn anh nhiều nha. Em không biết là đến khi nào em mới trả hết được cái nợ này cho anh nữa. Chỉ cần em ở cạnh anh, không rời xa anh, thì tất cả mọi thứ đều thuộc về em, không cần phải cảm ơn. Mời. Ăn đi em. Chiêu Dương. Ừ? Em có muốn đến romantic cùng anh không? Thật sự là em chưa nghĩ tới chuyện này. Em không muốn vay gì đó với thân phận một kẻ bại trận. Thực ra thì những người làm ở đó lâu năm biết em không còn nhiều. Nhưng mà ngày em trở về phải là ngày huy hoàng nhất. Em không muốn mọi người nhìn em bằng ánh mắt không tôn trọng. Em sẽ mua lại romantic bằng chính đồng tiền em làm ra. Má ăn đi má, chứ kiểu này con sợ má bệnh đó. Má à, con biết là con nấu đồ ăn không có ngon như má vậy Trúc Trà, nhưng má cũng phải ráng ăn nha má. Như vậy là tốt rồi. Mấy đứa ăn đi. Ăn đi con. Dạ. Ăn đi hai em. Mời hai anh. Ừ. Em đưa anh. Em dùng muỗng ăn đi, sẽ dễ ăn. Con muốn ăn gì á thì nói anh, anh gấp đồ ăn cho anh. Gia đình mình quây quần ăn cơm như vậy, không biết bây giờ Chiêu Dương nó đang ở đâu, nó ăn cái gì chưa.
hay là nó đang nhịn đói? Má, má đừng có lo lắng cho Chiêu Dương quá. Vợ con là người mạnh mẽ mà, cậu sẽ biết tự lo cho bản thân. Phải đâu má, con nghĩ là trước khi ra đi á, chị Chiêu Dương đã quyết định là sẽ ở đâu và làm gì rồi. Chị Dương là người thông minh mà, nên chắc là sẽ biết tự lo cho bản thân mình thôi. Má đừng lo nha. Lỗi tại con. Nếu con không gây ra chuyện thì bây giờ má đâu có khó xử như vậy. Thôi mà, bây giờ cả nhà mình phải mạnh mẽ lên, đừng có tự đổ lỗi cho bản thân nữa. Anh nè, anh cũng từng trách bản thân mình là không có nhiều thời gian để bên cạnh Chiêu Dương. Nhưng mà bây giờ trách thì được cái gì, mọi gì cũng xảy ra rồi. Con thấy anh Hiếu nói đúng đó. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là sức khỏe của má và Trúc Trà. Mình phải có sức khỏe thì mới đi tìm chị Chiêu Dương được. Mang đi má, Trúc Trà cũng ăn đi. Em ăn đi. Ăn đi em. Dạ. Má ăn đi, ngày mai con sẽ đi tìm Chiêu Dương nha má. Bao nhiêu năng lượng tồn lâu nay em có tuôn ra hết vậy hả? Vô.
anh đâu có gọi. Dạ là ông đại gia bên kia gửi tặng anh chị. Anh đủ sức trả tiền rượu mà, đâu cần nhận của ông ta. Thôi kệ đi anh, nhận cho người ta vui. Rót rượu đi em. Vô. Em đang ghen hả? Anh dám tán gái trước mặt em. Mỹ Kỳ, em có phải là em không? Em nghĩ là em có thể cột được anh à? Anh em qua bên kia để cảm ơn người ta ăn cái nha anh. Xin chào. Tôi có thể mời ông uống một ly được không? Rất sẵn lòng khi uống với người đẹp. Tên là Kajili. Chào anh, cái tên nghe rất là lạ. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi là người Trung Quốc. Anh nói tiếng gì cũng chuẩn quá ha. Tôi sống và làm việc ở đây 10 năm rồi. Ồ, rất tiếc là tôi không có kẹt để đưa cho anh. Ồ, hình như bạn trai chị đang chờ. Anh không giận em đúng không? Rồi. Má con mình nhận ra nhau quá muộn màng phải không má? Bây giờ con lại vào trong này, con không thể chăm sóc cho má được rồi. Má mới là người đáng trách. Má đã từng nói những lời nặng nhẹ với con. Má mong con hãy tha thứ cho má. Con không trách hận gì má. Có lẽ số phận con phải chịu nhiều cay đắng, phải trải qua nhiều thử thách thì ông trời mới cho con gặp lại ba má. Sau khi con gặp quá nhiều chuyện, con mới nhận ra rằng không có gì quan trọng bằng tình thân của một gia đình. Tiền tài chỉ là giấy, danh vọng rồi cũng sẽ mất đi. Dù có ở trên đỉnh vinh quang mà cô độc thì không có gì ý nghĩa hết.
tình yêu của anh và em đã trải qua quá nhiều sóng gió mới có thể đến được với nhau. Không thích tôi. Tại sao tôi phải thích anh? Sao lúc nào cô cũng tỏ vẻ lạnh lùng với đàn ông vậy? Anh thấy vậy sao? Ừ. Cũng còn tùy người đối diện. Tôi thấy Lâm Phong thích cô mà. Thấy hai người có vẻ đẹp đôi đó. Tôi không làm từ thiện. Là sao? Tự hiểu đi ha. Mời. Sao em từ bỏ dễ dàng vậy Chiêu Dương? Em sẽ không tức giận đến mức ăn thịt anh chứ? Em có nụ cười đẹp lắm em biết không? Mà tại sao em lại tiết kiệm nụ cười đến như vậy? Đời có gì vui đâu mà cười. Em đã từng yêu ai chưa? Nếu như em nói em chưa từng yêu ai thì anh có tin không? Tại sao một người con gái xinh đẹp đầy bản lĩnh như em mà lại chưa từng yêu? Ở em có sự quyến rũ chết người, đàn ông khó lòng mà cưỡng lại, em biết không? Là con gái thì cho dù mạnh mẽ tới đâu thì người con gái đó cũng cần có một bờ vai để được yêu và được che chở. Em thì không có thời gian để yêu, và em cũng chưa gặp một người xứng đáng để che chở cho mình. Còn anh thì sao? Anh yêu lúc nào? Anh biết yêu từ năm anh học lớp 9. Thiệt hả? Con nít ranh phải không? Ừ. Anh yêu sớm thiệt hả? Nhưng mà từ trước tới nay anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Không đếm. Cứ đến rồi đi. Mà không biết có phải là yêu không nữa. Anh đào hoa quá. Mà chưa ai giữ được chân anh. Em rất khác lạ với những cô gái mà anh từng biết.
mình có thể thành một đôi được không? Được không em? Sư phụ đã về rồi đó. Bà có nguyện ước gì, đang cầu mong gì thì cứ cầu mong đi. Dạ, dạ, dạ. Nam mô, nam mô. Thưa thầy, đúng là con có một thằng con trai duy nhất, nhưng mà nó lấy vợ đã lâu rồi, đến giờ này nó vẫn chưa có con được. Còn muốn nó ly dị để lấy vợ khác, đặng có con để nối dõi tông đường. Thưa thầy. Nam mô, nam mô, nam mô. Thần thánh trên cao xuống đây ngữ phàm. Nam mô, 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 nam mô. Dạ. Cái chuyện này cũng căng à. Con trai của bà có tài, dạ, có tâm và rất có hiếu với cha mẹ. Đúng rồi đó thầy. Nhưng dạ, sao hả? Nó bị phụ nữ dụ dỗ phải không ạ? Nhưng mà kẹt một cái con nhỏ con dâu, vợ của nó. Sao hả thầy? Nó chính là một con cáo. Hả? Con cáo hả thầy? Con cáo có chín cái đuôi. Con cáo thành tinh, nó yêu người, nó yêu con bà, không có dễ dầu gì dứt ra được đâu. Nó đang quyến rũ thằng con trai của bà, cho nên là thậm chí nó cãi là bà, đúng không? Dạ, thầy nói đúng y bốc hả thầy ơi.
Trời ơi, khổ thân con trai tôi. Thầy ơi, con nhờ thầy bằng mọi cách cứu giúp giùm con trai của con, thầy ơi. Cái chuyện này nó hơi khó à nha. Âm dương nó kết hợp với nhau, giữa con người với con người thì sư phụ làm được, nhưng mà đây là giữa người với lại là cáo, là thú vật, nó khó lắm. Nhờ thầy giúp đỡ giùm cho mẹ con con, thầy ơi. Nhờ thầy, thầy cứu giúp giùm hai mẹ con với thầy. Không được rồi. Ôi trời, ngoài cái chuyện không thể sinh con sinh cái thì con trai của bà, khi mà dính tới chỗ này á, bị hút hết sinh khí, nó yếu dần, yếu dần, và cuối cùng có thể nó chết đó bà. Con lại thầy, con xin thầy, thầy cứu nó giùm con, thầy ơi. Có thể được, nhưng mà dạ, ở đây nếu mà làm cái lễ này á, sư phụ phải cung kiến rất là cao, phải xây nguyên cái tháp. Tháp đó một tầng là 5 triệu, hai tầng là 10 triệu, lên phải 50 triệu mới được. 50 triệu thì thầy mới làm được cái chuyện này. Trời ơi, cái gì mà 50 triệu nhiều quá vậy thầy? Không chịu thì thôi. 50 triệu hả? 50 triệu nhiều quá mẹ. Nè, thôi mà thấy được á thì cúng, thầy sẽ giải cho, còn không được á thì thôi. Chịu khó về rồi để ý coi thằng nhỏ nó làm sao, rồi để coi con bà nó có bị co rút chân tay không, rồi nó từ từ nó chết. Trời, thầy ơi, nhờ thầy cứu giúp giùm con của con, cứu giúp giùm hai mẹ con của con với thầy ơi. Thầy ơi, mẹ ơi, bây giờ mà mẹ không lo để con trai mẹ chết rồi mẹ ở với ai? Nhưng mà thầy ơi. Thưa thầy, gì? Con tới đây con không có nghĩ là nhiều tiền, cho nên con chỉ mang trong người có 10 triệu à. Đối với thầy tiền bạc không có thành vấn đề. Đây cái chuyện là chuyện cúng kiến, mình gửi lên sư phụ, ông sư phụ ông sẽ làm phép, ông làm cho cái cặp này nó tan vỡ. Nhưng mà bây giờ thì mẹ ơi, bây giờ mẹ mà còn tiếc tiền với thầy á, rồi hả, ngại không có linh là khổ lắm đó mẹ. Đi đi mẹ, vì con trai của mẹ nha. Không chịu vậy thì đi. Thôi đi về. Thầy ráng giúp đỡ cho mẹ con nha thầy. Rồi có gì bây giờ con cọc trước cho thầy 10 triệu, sau này con chuyển lại cho thầy nha thầy. Không có được, đưa cho thầy. Dạ dạ. Thầy không có nhận cái tiền này. Dạ. Tiền này là cúng ở trên chứ thầy không có nhận cái tiền này. Ở đây là cúng cho sư phụ, để sư phụ làm phép. Dạ dạ nha. Dạ. Nếu mà tạm ứng nếu mà có cái gì thì gửi lên đây, rồi có gì mai mốt đủ tiền mang qua. Dạ, rồi cúng cho thầy xong là thầy sẽ làm phép ha. Đừng có để sư phụ buồn là đội chết ơn thầy nha. Đội ơn thầy giúp đỡ cho mẹ con ra. Mình còn thừa sức quyến rũ đàn ông. Thức dậy gọi cho anh. Chúc em ngày mới vui vẻ. Yêu em. Thật tuyệt, mọi thứ cứ như trong mơ. Mời vào. Hình như anh đang có chuyện vui hả? Em nhìn gương mặt của anh, em thấy vậy hả? Gương mặt sáng ngời của một người đàn ông đang rất hạnh phúc. Em nói rất là chính xác. Chưa bao giờ em thấy nụ cười nào sáng như nụ cười của anh hiện tại á. Sao? Có chuyện gì vui chia sẻ với em đi. Là một điều bí mật anh muốn giữ cho riêng mình. Thôi, được rồi, chúng ta vào việc đi.
Anh muốn em triệu tập những giám đốc chi nhánh về họp trong tuần sau để họ báo cáo cho anh về những thu chi của Romantic. Vậy anh muốn họp cuối tuần hay là giữa tuần? Giữa tuần đi, tại cuối tuần anh bận. Vậy còn cuộc họp thường niên thì anh định khi nào? Vẫn như lịch cũ đi em. Dạ, em biết rồi. Vậy còn gì nữa không ạ? Không, em về làm việc đi. Em ra ngoài nha. Ruộng mạnh mà ông ta tặng có giá tầm 30 triệu. Một con cá lớn đây. Sao mình thấy thằng cha này quen quen, giống như gặp ở đâu đó vậy ta? Mình sẽ tìm cách tiếp cận và tìm hiểu đối phương từ từ. Thêm một mối quan hệ là thêm một cơ hội. Mình phải xây dựng lại từ đầu. Em dậy rồi. Em muốn cà phê một mình rồi đi shopping. Hẹn ăn trưa với anh. Ok em, đi chơi vui vẻ. Gặp lại em sau. Hôn em. Ok em, bye. Dạ xin chào ạ. Chào em. Dạ anh đến đặt phòng hay là liên hệ công việc ạ? Tôi muốn gặp một người quen mà không biết anh ấy còn làm việc ở đây không. Dạ không biết anh ấy tên gì ạ? Lâm Phong. Vô đi.
Nghe nói đêm qua cô và lão bàn đi ba. Ừ. Cô là nổi hứng làm điều ngu ngốc. Ý ông muốn nói gì? Cô không cần nhất thiết phải thể hiện mình trong sàn nhảy, bởi vì nhiệm vụ của cô là vệ sĩ bảo vệ lão bàn. Chào anh. Mới sáng sớm mà hai người cãi nhau rồi à? Dạ thưa, tôi chỉ nhắc nhở cô ấy thôi. Tôi nghĩ tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi. Thôi, chỉ hòa chỉ quý, người nhà với nhau cả mà, không được lớn tiếng với nhau. Bà Tần, cho tôi cà phê và hai phần ăn sáng vào phòng làm việc của tôi. Dạ. Trợ lý chưa tới sao? Dạ thưa, còn 2 phút nữa. Chào lão Bằng. Rất đúng giờ. Mời lão Bằng, tất cả mọi người vào phòng họp. Ngọn gió nào đã đưa cậu tới đây vậy? Lâu quá không gặp, anh khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe, vẫn sống bình yên trong cái vỏ ốc của mình. Lâu nay anh có gặp chú Dương không? Cũng rất lâu rồi. Tôi có nhắn tin, còn gặp thì không. Chắc anh cũng biết là tôi với chú Dương đã kết hôn. Ừ, tôi có nghe. Sao rồi, chuyện tình cảm của hai người vẫn hạnh phúc chứ? Ừ, ban đầu thì có, nhưng về sau thì có một số trục trặc nhỏ. Vợ chồng mà, làm sao tránh khỏi va chạm. Vậy là Chiêu Dương không còn ở cùng cậu nữa sao? Sao anh biết là Chiêu Dương không ở cùng tôi? Cái cách mà cậu dò hỏi đã nói lên điều đó. Gần đây Chu Dương đã bỏ nhà đi. Tôi biết là cô ấy không có nhiều bạn bè sau khi ra tù. Cậu nghĩ là cô ấy sẽ tới tìm tôi? Tôi hy vọng là như vậy. Vậy là bạn tốt của cậu ai cũng biết mà. Nếu mà cô ấy muốn tránh cậu thì chắc chắn sẽ không tìm tôi, vì cô ấy biết là cậu sẽ tới đây. Anh biết là tôi rất yêu Chu Dương. Tôi công nhận điều đó. Không những tôi, má tôi, mà tất cả những người thân trong nhà đều rất đau khổ khi mà chú Dương bỏ đi. Nếu mà cậu có liên lạc với anh, nhờ anh báo giùm tôi nha. Ừ, tôi hứa. Có gì liên lạc giúp tôi số này. Ừ, nhất định rồi. À, cảm ơn anh. À, Võ Hiếu nè, bữa nào anh em mình thiết kế một chầu nhậu đi. Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu. Sẵn sàng thôi. Thôi cảm ơn anh trước nha. À, tại chị Dương có đổi số điện thoại rồi, cho nên tôi gọi cậu không được. Nếu mà cậu có liên lạc với anh, nhờ anh cho số mới của cậu giùm tôi nha. Cảm ơn anh nhiều lắm. Giờ nàng đã là của riêng ta rồi.